Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, Quy Nhơn, Bình Định sẽ trở thành trung tâm du lịch quốc gia có vị trí quan trọng, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất Việt Nam. Với bãi biển trải dài, cát mịn, nắng vàng, biển xanh quyến rũ, thành phố thi ca Quy Nhơn đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Với lợi thế đường biển còn nguyên sơ, với nhiều bãi biển nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co, Kênh Tráng, Tiên Sa đã giúp vùng đất này có rất nhiều lợi thế về phát triển du lịch biển. Sân bay Phù Cát cũng đã được đầu tư nâng cấp với quy mô diện tích lớn gần gấp 3 lần nhà ga cũ. Hiện nay, chính quyền Bình Định cũng đã mở 4 tuyến đường kết nối thẳng từ sân bay Phù Cát vào thành phố Quy Nhơn và các khu du lịch trọng điểm. Xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên hạ tầng tại Quy Nhơn cũng đang được đầu tư xây dựng mạnh mẽ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nhân Hội đến năm 2040 trở thành khu đô thị dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, trung tâm vui chơi giải trí lớn bậc nhất khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thông qua cầu Thị Nại, cầu vượt biển dài nhất về Việt Nam, hạ tầng giao thông kết nối khu đô thị du lịch Nhân Hội với trung tâm thành phố Quy Nhơn khá thuận lợi. Nhân Hội cũng đang được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng du lịch, quy hoạch là vùng phát triển kinh tế mới của tỉnh nhằm kết nối đồng bộ với những điểm du lịch nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh, khu du lịch Trung Lương, sân golf, vườn thú Safari. Đặc biệt, đường trục rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Phù Cát về khu kinh tế Nhân Hội chỉ còn 15 phút, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Tiềm năng phát triển du lịch rất lớn của Nhân Hội cũng đồng nghĩa nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho các dự án bất động sản du lịch. Các nhà đầu tư đang hướng đến Nhân Hội, Quy Nhơn tạo nên động lực mới để nơi đây trở thành miền đất nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Trong đó, không thể không nhắc đến khu phức hợp thương mại, du lịch và giải trí ven biển Nhân Hội New City. Tọa lạc trên đất vàng phố biển Quy Nhơn, liền kề Eo Gió, nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam, dự án Nhân Hội New City hội tụ những lợi thế vượt trội, dẫn đầu lựa chọn về bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản ven biển và bất động sản thương mại. Nhân Hội New City nằm trong quy hoạch tổng thể của khu đô thị du lịch sinh thái Nhân Hội, có diện tích hơn 34 hectare, vị trí mặt tiền quốc lộ 19B và đường Vành Đai 2 trong tương lai, tiếp giáp quảng trường biển và liên kề lõi trung tâm đô thị, định hướng để trở thành khu đô thị đa chức năng. Nhân Hội New City tiên phong kiến tạo khu phức hợp thương mại, du lịch và giải trí ven biển sầm uất duy nhất tại Bình Định, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển cho toàn khu vực. Một trong những thế mạnh của Nhân Hội New City là kết nối. Từ Nhân Hội New City, cư dân dễ dàng di chuyển nhanh chóng và thuận lợi đến các khu du lịch nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co chưa đầy 5 phút, đến trung tâm thành phố Quy Nhơn chỉ 15 phút và đến cảng hàng không Phù Cát chỉ 30 phút. Nhân Hội New City được chia thành 3 phân khu, mỗi phân khu thực hiện một chức năng nhất định. Khu thương mại mặt tiền đường quốc lộ 19B mở ra cơ hội khai thác kinh doanh sáng giá, nâng tầm giá trị bất động sản và khai thác bằng nhiều hình thức như cho thuê, làm văn phòng, phát triển chuỗi cửa hàng, khách sạn. Không chỉ là dãy phố sầm uất mà khu thương mại còn mang đến không gian sống lý tưởng, hoang mỹ cho cư dân. Khu du lịch với lợi thế tiếp giáp công viên rộng 5 hectare là nơi diễn ra các hoạt động du lịch hấp dẫn, đón đầu lượng khách đến với thành phố biển Quy Nhơn. Sở hữu một căn nhà tại khu du lịch sẽ giúp bạn đắm mình trong thiên nhiên, đón ánh sáng ngập tràn và hít thở không khí trong lành. Khu giải trí liên kề lõi đô thị là một trong những phân khu độc đáo và hấp dẫn nhất dự án khi liên kề quảng trường biển Quy Nhơn, kết nối bởi con đường nội khu dẫn thẳng ra biển. Chủ nhân sở hữu sản phẩm tại phân khu này có vô vàn cách khai thác giá trị bất động sản như mini hotel, homestay, khách sạn, nhà hàng. Nhân Hội New City chính là trung tâm của trung tâm khi sở hữu tọa độ vàng với vị trí đắc địa, chuỗi liên kết vùng thuận lợi nhờ các tuyến giao thông huyết mạch và các đường bay quốc tế trong vài năm tới. Là trái tim mới của thành phố Quy Nhơn, hòa cùng nhịp đập kinh tế năng động của khu vực, Nhân Hội New City được kỳ vọng sẽ là nơi đẳng cấp hội tụ, nơi hấp dẫn đầu tư và an cư bậc nhất.